Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Premvc, trở lại với các cái dòng sản phẩm đến từ nhà Advantech. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt, đó là cái dòng máy tính mini PC fan LED dạng không quạt, đó là cái dòng MX7700H. Và cái dòng sản phẩm này ấy, có những cái ưu điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An từ Premvc. Nói về cấu tạo bên ngoài của sản phẩm này thì mình thấy con MX7700H này cực kỳ chắc chắn, với cái thiết kế là vỏ hợp kim nhôm cùng với cái khung thép bên ngoài. Đấy, giúp cho nó có thể chịu được được các cái môi trường có sự va đập. Và ngoài ra thì cái dải nhiệt độ hoạt động của cái sản phẩm này cũng rất là rộng, từ 0 đến 50 độ C. Đó, nên anh em có thể yên tâm khi mà sử dụng trong các cái môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Và ở mặt trước của nó thì nó có cái thiết kế dạng ragit như này, tức là nó có các cái khe tản nhiệt như này, bởi vì nó được thiết kế theo cái tiêu chuẩn fan LED, tức là nó không dùng quạt tản nhiệt mà nó tản nhiệt qua cái vỏ bên ngoài. Thì cái dạng thiết kế fan LED này thì rất là phù hợp trong những cái môi trường có cái yếu tố bụi bẩn chẳng hạn. Đó, nếu mà anh em dùng quạt ấy thì bụi bẩn tích lâu ngày nó sẽ làm gây ảnh hưởng đến cái hiệu suất hoạt động của thiết bị. Một cái đặc điểm nổi bật nữa đó chính là cái dòng sản phẩm này thì nó có rất nhiều các cái cổng kết nối I/O và có thể tùy biến dựa trên các nhu cầu của anh em. Đó, ví dụ như ở đây mặt trước mình sẽ giới thiệu cho anh em, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên sẽ là một cái cổng cấp nguồn này. Cổng này cấp nguồn sẽ là nguồn từ 9 đến 36V, cổng DC một chiều, và hãng cũng cung cấp cho anh em đi kèm cái adapter để chuyển đổi nguồn xoay chiều sang một chiều để phù hợp với cái điện áp hoạt động của thiết bị. Và bên cạnh này thì chúng ta sẽ có một cái cổng VGA và một cổng HDMI cho xuất các cái dữ liệu ra màn hình với cái chuẩn lên đến 4K. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái cổng COM cho chuẩn RS232, 422, 485. Đó. Bên cạnh là chúng ta sẽ có bốn cái cổng USB này, USB 2.0. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm bốn cái cổng USB 3.0 nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái cổng LAN dữ liệu để cho kết nối mạng này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cổng mic và một cái cổng cho audio kết nối loa ra bên ngoài. Đấy, bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm các cái đèn tín hiệu vào ra cho hai cổng COM này. Đó. Và anh em có thể thấy bên dưới này, chúng ta sẽ có các cái khe chờ để gắn thêm các cái module. Ví dụ là nhu cầu của anh em cần nhiều hơn hai cổng COM, ví dụ là từ 4, 6 cổng COM thì anh em sử dụng các cái khe này. Nói về cái hiệu năng sử dụng trên cái dòng sản phẩm MX7700H này thì nó sẽ sử dụng các cái con chip đời thế hệ thứ 8 và thứ 9 từ Intel, với các cái dòng chip Core i3, i5 và i7. Các cái con chip này thì sử dụng trong công nghiệp thì đều là những cái con chip tiết kiệm điện, và nó giúp cho cái MX7700 này đạt cái công suất chỉ từ 30 đến 100W thôi. Ít hơn khá là nhiều so với những ít hơn khá nhiều nếu như mà anh em sử dụng những cái dòng máy tính thông thường, nó sẽ tiêu tốn khoảng từ 300 đến 500W. Đó. Và về RAM thì nó sử dụng chuẩn RAM là DDR4. Ở đây thì con MX7700 này sẽ có hai khe RAM, và mỗi khe sẽ là tối đa là 32GB. Đó. Về lưu trữ thì nó sẽ sử dụng chuẩn mSATA và chuẩn SATA 3. Do là nó sử dụng các cái dòng chip core đến từ Intel cho nên là nó sẽ hỗ trợ các cái hệ điều hành Windows, bản Win thông thường hay là Win IoT cũng như là Linux.
Ở đây về tùy chọn cái cấu hình chip dành cho máy tính công nghiệp MIG của Avantech thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn dòng chip thế hệ thứ 8 hoặc thế hệ thứ 9 của Intel. Với chip mạnh nhất có thể trang bị được trên con máy tính này là i7-9700TE. Chúng ta sẽ có 8 nhân 8 luồng với tốc độ xung nhịp lên tới 3.8 GHz. Và một dòng chip có cấu hình cơ bản nhất được trang bị trên MIG đó là cái dòng chip Xeon G4900. Dòng chip thế hệ thứ 9 của Intel, chúng ta sẽ có 2 nhân 2 luồng và cái tốc độ xung nhịp sẽ là 2.9 GHz. Một cái đặc điểm nổi bật của cái dòng MIG đến từ Vantage đó chính là cái khả năng mở rộng các cái cổng kết nối cũng như là tùy chỉnh các cái cổng kết nối theo cái nhu cầu của mình. Ở đây mình muốn giới thiệu cho anh em một cái video hướng dẫn cách lắp các cái module mở rộng của máy tính công nghiệp MIG của Vantage. Ở đây mình có thể gắn thêm các cái cạc mạng LAN, cạc PoE này thông qua cái module mở rộng của máy tính MIG. Anh em sẽ không phải lo cái chuyện là máy tính không đủ các cái cổng kết nối mà anh em mong muốn. Ngoài cạc mạng LAN ra thì anh em hoàn toàn có thể gắn thêm các cái cạc đồ họa này hay là cạc PCI mở rộng dành cho cổng COM, tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng cũng như là cái số lượng cổng kết nối, loại cổng kết nối mà anh em mong muốn thông qua cái module mở rộng dành cho máy tính MIG của Avantech này. Ở đây thì Avantech cũng có rất nhiều các cái module cho anh em mở rộng các cái cổng kết nối tùy vào từng cái mục đích sử dụng. Ở đây anh em có thể thấy là nó có thể gắn được tối đa lên đến 4, 5 cái slot để gắn thêm các cái cổng, các cái cạc mở rộng. Cái dòng sản phẩm MIG 7700 của Avantech thì được tích hợp rất là nhiều trong các cái hệ thống dây chuyền sản xuất trong nhà máy thông minh, giúp tăng cường cái tính tự động hóa cũng như là nâng cao cái năng suất, nâng cao cái độ chính xác và tính ổn định. Việc đưa máy móc tính toán vào trong dây chuyền sản xuất thì giúp giảm các cái chi phí lao động này, nhất là đối với những cái hệ thống kiểm tra quang học tự động này, nó giúp nâng cao cái tốc độ và độ chính xác của sản phẩm. Khi mà cái đảm bảo chất lượng sản phẩm kỳ quan trọng trong sản xuất, nhất là đối với những sản phẩm là cái linh kiện điện tử này. Việc ứng dụng các cái sản phẩm MIG 7700 vào trong các hệ thống kiểm tra quang học tự động này giúp cho nó có thể thu thập và phân tích hình ảnh, cho phép kiểm tra nhanh chóng và chính xác các cái bộ phận và linh kiện điện tử, ngăn chặn tối đa các cái lỗi sản phẩm trong sản xuất và đảm bảo chất lượng xuất xưởng của sản phẩm một cách tốt nhất. Ngoài sử dụng các cái sản phẩm máy tính MIG của Avantech thì Avantech cũng có cung cấp các cái cam công nghiệp này để mà thu thập các cái dữ liệu hình ảnh của sản phẩm. Từ đó thì các cái dữ liệu này sẽ được đưa về máy tính MIG để mà xử lý. Và đương nhiên là để đáp ứng được các cái yêu cầu cao trong các cái hệ thống dây chuyền tự động hóa thì chúng ta cần phải có một cái máy tính có cấu hình đủ mạnh để xử lý. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đến những cái máy tính MIG đến từ Avantech. Với việc được trang bị cái bộ xử lý Intel cùng với các cái thiết kế không quạt giúp cho nó phù hợp ứng dụng trong nhiều các cái giải pháp tự động hóa khác nhau. Ngoài ra thì nó có cái thiết kế dạng mô đun mở rộng để hỗ trợ linh hoạt các cái cổng kết nối khác nhau. Ví dụ như là trong các cái giải pháp như là các giải pháp liên quan đến xử lý ảnh trong công nghiệp, chúng ta sẽ cần nhiều các cái cạc đồ họa gắn trên các cái máy tính để mà xử lý. Và với thiết kế dạng mô đun mở rộng này thì máy tính MIG hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái máy tính MIG hoàn toàn có thể gắn thêm được nhiều cạc đồ họa phù hợp với nhu cầu của giải pháp. Hiện nay thì brand DC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm máy tính công nghiệp MIG 7700H.
cũng như các cái dòng sản phẩm máy tính khác của nhà Advantech với chính sách bảo hành chính hãng trong vòng 24 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các cái thông tin liên quan đến sản phẩm cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với Brand DC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên ấn like, subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà Brand DC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.